Cô xin chào các em. Ở tiết trước chúng ta đã học xong bài số 4 thực phẩm và dinh dưỡng. Để củng cố lại kiến thức trong bài số 4 thì hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên lần 2. Sau khi các em đã làm bài kiểm tra thường xuyên lần 2 xong thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào tìm hiểu bài số 2 trong chương 2. Đó chính là bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, thì các em hãy kể tên cho cô các loại thực phẩm cần được bảo quản. Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy liên hệ thực tế trong chính gia đình mình hay trong chính gia đình người thân, bạn bè của mình. Các em hãy quan sát xem những thực phẩm nào thường được hay bảo quản nhất. Như các em có thể thấy trong hình thì đây là loại thực phẩm mà được nhiều hộ gia đình ưu tiên trong việc bảo quản. Đó chính là thực phẩm tươi sống. Trong thực phẩm tươi sống sẽ bao gồm các loại thịt của gia súc, gia cầm hoặc các loại thủy hải sản nói chung hoặc những món ăn đã được sơ chế, chế biến. Sau đây chúng ta sẽ đi vào loại thực phẩm được ưu tiên thứ hai trong việc bảo quản. Đó chính là rau, củ, quả, đậu hạt tươi. Trong phần rau thì sẽ gồm các loại rau như cải thia, cải ngọt, cải xanh, bắp cải, v.v. Hoặc trong các loại củ, chúng ta thường hay thấy nhất là cà rốt, củ cải, khoai lang, khoai tây, ớt chuông, vân vân. Hoặc trong các loại quả như quả nho, quả táo, quả cam, quả xoài, vân vân. Hoặc từ trong các loại đậu hạt tươi như đậu que, đậu Hà Lan, vân vân. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào thực phẩm cần được bảo quản đứng thứ ba, đó chính là đậu hạt khô và gạo. Trong đậu hạt khô thì chúng ta sẽ có các loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, đậu nành, v.v. Đây là ba loại thực phẩm mà chúng ta ưu tiên trong việc bảo quản. Đó chính là thứ nhất là thực phẩm tươi sống, thứ hai là thực phẩm rau, củ, quả, đậu hạt tươi, thứ ba là các loại thực phẩm từ đậu hạt khô và gạo. Tóm lại, để hiểu rõ hơn về việc bảo quản ba loại thực phẩm trên thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần một nhỏ bảo quản thực phẩm. Trong phần bảo quản thực phẩm này thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 1.1 vai trò và ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm. Các em hãy quan sát hình 5.1 trong sách giáo khoa và trả lời cho cô các câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, thực phẩm có thể bị hư hỏng do những nguyên nhân nào? Câu hỏi số 2, làm thế nào để hạn chế được các tác nhân gây hư hỏng thực phẩm? Đến với câu hỏi thứ nhất, thì thực phẩm có thể bị hư hỏng do những nguyên nhân nào sau đây? Thì các em có thể quan sát trên hình và sẽ thấy được có 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng thực phẩm dễ bị hư hỏng. Nguyên nhân đầu tiên đó chính là thực phẩm mà chúng ta để lâu ngày không sử dụng. Nguyên nhân thứ hai là thực phẩm của chúng ta không được bảo quản kỹ càng. Nguyên nhân thứ ba là thực phẩm của chúng ta đã hết hạn sử dụng. Để rõ hơn thì các em có thể phân tích từng hình trên. Đối với hình A, đây là một miếng thịt mà chúng ta không được bảo quản trong môi trường kỹ càng thì sẽ dẫn đến tình trạng miếng thịt bị ngã màu, sẫm màu đi, dẫn đến tình trạng bị hư hỏng. Thì đối với một số tiểu thương thì người ta sẽ làm miếng thịt trở nên tươi ngon bằng cách sử dụng các loại hóa chất độc, tẩy và ngâm thực phẩm vào trong đó. Thì sau một thời gian, thực phẩm sẽ được tẩy trắng và trở nên tươi ngon như mới.
Thì khi chúng ta ăn phải những thực phẩm này sẽ dẫn đến tình trạng gây ngộ độc thực phẩm do chúng ta ăn phải những chất độc hóa học. Còn đối với hình B và hình E, đây là những loại thực phẩm mà chúng ta để lâu ngày dẫn đến tình trạng thực phẩm bị héo đi, bị dập đi, hay nói cách khác thực phẩm của chúng ta chín quá. Thì khi chúng ta ăn phải những loại thực phẩm này thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc. Nhẹ nhất là chúng ta sẽ bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa, nặng thì chúng ta có thể dẫn đến tình trạng nhập viện và tử vong. Đối với hình C, đây là thực phẩm mà chúng ta để lâu ngày trong môi trường điều kiện không tốt thì sẽ dẫn đến tình trạng khoai tây chúng ta sẽ mọc mầm. Và những củ khoai tây mọc mầm thì chúng ta tuyệt đối không nên ăn vì trong các mầm khoai tây nó có chứa một lượng chất độc nhất định. Khi mà chúng ta ăn phải khoai tây mọc mầm thì chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm. Nhẹ nhất chúng ta sẽ bị rối loạn tiêu hóa và nặng có thể dẫn đến tử vong. Còn đối với hình B, đây là thực phẩm mà chúng ta đã quá hạn sử dụng và không được bảo quản kỹ, dẫn đến tình trạng nổi mốc trên ổ bánh mì. Thì việc mà chúng ta ăn phải những thực phẩm này sẽ dẫn đến tình trạng bị ngộ độc. Do thực phẩm này đã bị biến chất rồi, không còn như ban đầu nữa. Do đó tuyệt đối chúng ta cũng không nên ăn những loại thực phẩm mà bị nổi mốc. Cuối cùng là hình E. Đây là một tô thức ăn mà chúng ta để trong môi trường bên ngoài không khí, không được bảo quản kỹ càng, dẫn đến tình trạng có một số là côn trùng bâu vào, đậu vào thực phẩm đó. Thì chúng ta cũng không nên ăn những loại thực phẩm đó, vì những loại thực phẩm đó đã bị nhiễm các chất độc của vi sinh vật và nhiễm về độc tố của vi sinh vật. Khi chúng ta phải những thực phẩm đó sẽ dẫn đến tình trạng ngộ độc thức ăn. Như các em đã biết, thực phẩm của chúng ta nếu không được bảo quản tốt thì sau một thời gian ngắn chúng sẽ bị nhiễm trùng và bị phân hủy, đặc biệt trong tình trạng khí hậu thời tiết nóng và ẩm của khí hậu nước ta. Thì việc để hạn chế được các tác nhân gây hư hỏng thực phẩm thì chúng ta nên cần và sử dụng các phương pháp bảo quản thực phẩm. Tóm lại, việc mà chúng ta bảo quản thực phẩm là sẽ giúp cho chúng ta làm chậm quá trình hư hỏng của thực phẩm và tránh được thực phẩm bị hao hụt các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, việc chúng ta bảo quản thực phẩm còn tạo nên sự thuận tiện cho con người trong việc mà chúng ta chế biến và sử dụng các loại thực phẩm đó. Để hiểu rõ hơn vấn đề đó thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu 1.2 các phương pháp bảo quản thực phẩm. Em hãy quan sát hình 5.2 sách giáo khoa và cho cô biết phương pháp bảo quản thực phẩm trong hình A, B, C, D, E, G, Y là gì. Như các em có thể thấy trong hình A, đây là phương pháp bảo quản bằng cách phơi khô thực phẩm. Hình B, đây là bảo quản bằng cách ướp muối. Hình C, đây là bảo quản bằng cách hút chân không. Hình D, đây là bảo quản bằng việc muối chua thực phẩm. Hình E là phương pháp bảo quản ngâm giấm thực phẩm. Hình G là bảo quản bằng cách ngâm đường thực phẩm. Hình Y là bảo quản trong tủ lạnh. Đây là các phương pháp bảo quản cơ bản mà các em hay bắt gặp nhất trong các thực phẩm. Vậy thì theo em, vì sao những phương pháp bảo quản trên lại giúp cho thực phẩm lâu bị hư hỏng? Để trả lời được câu hỏi trên, thì như các em đã biết, trong thực phẩm của chúng ta có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và có độ ẩm cao. Đây là môi trường thích hợp cho việc nấm, vi khuẩn và các loại vi sinh vật gây hại khác phát triển tốt.
Do đó, việc mà chúng ta bảo quản thực phẩm nhằm hạn chế cho vi sinh vật sẽ bị hạn chế hoặc không thể hoạt động trong môi trường có nhiệt độ thấp hoặc trong môi trường có nhiệt độ cao hoặc nhiều muối, nhiều đường, v.v. Sau đây cô sẽ giới thiệu cho các em rõ hơn về một số phương pháp bảo quản các em có thể thực hiện tại chính gia đình mình trong việc bảo quản thức ăn, hoặc các em có thể chia sẻ cho những bạn bè, người thân của mình. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với việc bảo quản ở nhiệt độ phòng. Trong bảo quản ở nhiệt độ phòng, chúng ta chia ra làm nhiều việc bảo quản. Bảo quản đầu tiên đó chính là bảo quản ở nơi thoáng mát, hay nói ngắn gọn hơn là bảo quản thoáng. Đây là phương pháp bảo quản trong các loại rau, củ, quả, đậu hạt tươi như khoai tây, khoai lang, hành, tỏi, v.v. được tiếp xúc trực tiếp với không khí. Các em có thể quan sát trong hình, đây là khoai tây. Nếu chúng ta bảo quản ở nhiệt độ môi trường phòng thì chúng ta sẽ để được 10 ngày. Không cần bỏ vào tủ lạnh hay không cần hút chân không. Tiếp theo, hành, tỏi khô thì sẽ được bảo quản trong môi trường thông thoáng được 2 tháng. Còn cà chua thì chúng ta sẽ để ở môi trường bên ngoài được 1 tuần. Còn đối với hành tây, chúng ta sẽ để ở môi trường bên ngoài được 1 tháng. Các em lưu ý trong việc bảo quản môi trường thoáng thì những loại thực phẩm chúng ta bỏ ở bên ngoài thì chúng ta không nên tiếp xúc gần nước hoặc gần những nơi ẩm thấp thì sẽ dẫn đến tình trạng thực phẩm của chúng ta mau hư hỏng hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến bảo quản thứ hai trong việc bảo quản ở môi trường phòng. Đó chính là bảo quản kính. Bảo quản kính là phương pháp bảo quản trong đó các loại thực phẩm khô như thóc, gạo, đậu, cát khô, mực khô được chứa đựng hoặc bao gói kín bằng các vật liệu có khả năng cách ẩm tốt. Thông thường thì trong gia đình của chúng ta, các em sẽ thấy việc bảo quản đó chúng ta sẽ dùng bằng hộp nhựa hoặc các loại thùng bằng nhựa, bằng kim loại, v.v. và phải có nắp đậy kín như trong hình trên. Còn đối với những khu kinh doanh hay những hộ kinh doanh, thì chúng ta sẽ thấy phương pháp bảo quản kín bằng cách hút chân không. Chúng ta loại bỏ không khí ra bên ngoài như trong hình các em có thể thấy. Sau đây chúng ta sẽ qua phương pháp thứ hai, đó là bảo quản ở nhiệt độ thấp. Nhiệt độ thấp các em hay thấy nhất đó là bảo quản trong môi trường lạnh. Bảo quản trong môi trường lạnh là phương pháp bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ từ 0 độ C cho đến 15 độ C. Đây là quá trình làm lạnh không khí, tạo thành tinh thể đá trong sản phẩm. Các em có thể quan sát trong hình. Trong phần bảo quản ở nhiệt độ thấp, chúng ta còn có phương pháp bảo quản bằng cách đông lạnh thực phẩm. Đây là phương pháp bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ dưới âm 18 độ C. Khi chúng ta bảo quản trong môi trường này, thì nước có trong các loại thực phẩm sẽ bị đóng băng lại. Như các em có thể quan sát trên hình. Tiếp theo chúng ta sẽ bảo quản bằng cách ướp đường, ướp muối hoặc muối chua. Thì đây là bảo quản bằng đường hoặc muối, là phương pháp bảo quản thực phẩm sử dụng đường hoặc muối ở nồng độ cao để ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây thối, ví dụ như cá ướp muối, rau muối mặn hoặc nước mắm hoặc quả ngâm đường. Em có thể thấy trên hình. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập ở bài số 5. Sau đây sẽ là câu hỏi ôn tập duy nhất trong tiết học ngày hôm nay. Em hãy cho cô biết những sản phẩm dưới đây được bảo quản bằng phương pháp nào. Em hãy lưu ý cho cô, mỗi sản phẩm có thể được xử lý kết hợp bằng nhiều phương pháp bảo quản.
Thì trong cái thực phẩm các em cần nêu đó chính là cá khô, các loại mứt tết, lạp xưởng và tôm đông lạnh. Để trả lời được câu hỏi này, các em có thể liên hệ thực tế trong chính gia đình mình, hoặc các em có thể quan sát từ những người thân, bạn bè mình khi sử dụng các loại thực phẩm này. Thì đối với món lạp xưởng thì các em có thể thấy được phương pháp bảo quản đầu tiên trong hình, đó chính là hút chân không vào cấp đông. Cấp đông hay nói cách khác là làm đông thực phẩm. Riêng nghe tên gọi món cá khô thì các em sẽ thấy được phương pháp đầu tiên để bảo quản trong món ăn này, đó là phơi khô hoặc chúng ta sấy khô. Để cho món này có thêm vị đậm đà thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp ướp muối. Thì khi đó, khi chúng ta sử dụng thực phẩm này, chúng ta chỉ cần chiên lên mà chúng ta không cần tẩm ướp gia vị gì khác thì món ăn của chúng ta đã đậm đà. Đối với các loại mứt ngày Tết thì phương pháp bảo quản thì các em có thể liên hệ thực tế được bằng cách cứ đến dịp Tết chúng ta sẽ hay ăn ít nhất một loại mứt, thì khi ăn vào chúng ta sẽ thấy có vị ngọt. Thì đó chính là phương pháp đầu tiên, đó chính là ngâm đường, sấy khô và hút chân không. Một số nhà thì việc chúng ta làm mứt Tết, ngoài việc ngâm đường thì một số nhà sẽ sơn đường. Thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn và nó sẽ nhanh hơn. Thực phẩm cuối cùng đó là tôm đông lạnh. Thì nghe đông lạnh thì các em có thể đoán được phương pháp bảo quản, đó chính là ướp đông lạnh. Và sau đó chúng ta sẽ hút chân không như trên hình các em có thể thấy được. Ghi bài, các em hãy mở tập và lấy bút ra cùng ghi bài. Nội dung ghi bài của hôm nay trong bài số 5 là bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình. Một nhỏ, bảo quản thực phẩm. Trong bảo quản thực phẩm, chúng ta sẽ đi vào phần 1.1 vai trò và ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm. Việc mà chúng ta bảo quản giúp làm chậm quá trình hư hỏng của thực phẩm, tránh cho thực phẩm bị hao hụt các chất dinh dưỡng. Việc bảo quản thực phẩm sẽ tạo sự thuận tiện cho con người trong việc chế biến và sử dụng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phần 1.2, các phương pháp bảo quản thực phẩm. Các phương pháp bảo quản thực phẩm như phơi khô, ướp lạnh, cấp đông, ngâm giấm, ngâm đường, ướp muối, muối chua, hút chân không. Đây là một số loại phương pháp bảo quản thực phẩm mà phổ biến nhất các em hay thấy. Các em hãy làm bài tập vận dụng vào trong tập cho cô. Kể tên 3 đến 5 loại sản phẩm món ăn và phương pháp bảo quản tương ứng với các sản phẩm món ăn đó vào trong tập của mình. Sau đây sẽ là hướng dẫn về nhà dành cho các em. Các em hãy học bài và xem trước cho cô phần 2, chế biến thực phẩm. Sự theo dõi và chú ý lắng nghe của các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.